Chính vì cái trang bị có sự khác biệt như vậy cho nên là sản phẩm của Thaco phân chia người tiêu dùng thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất là những người mà sẽ chọn cái phiên bản thấp, rồi sau đó là khi có tiền thì sẽ nâng cấp dần lên. Nhóm thứ hai là những người rủng rỉnh hơn thì sẽ lựa chọn phiên bản đầy đủ. Và chủ nhân của chiếc xe này thì thuộc nhóm 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc xe này nguyên bản nó gồm có những cái gì và chủ nhân của chiếc xe này đã nâng cấp ra sao. Đầu tiên là một cặp bi LED thay cho đèn halogen nguyên bản. Và cặp bi LED này cực kỳ sáng, có mức giá khoảng 4 triệu đồng. Tiếp theo là bộ cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở phía trước IK Ellisafe E48 với mức giá là 3.800.000 đồng. Bộ cảm biến áp suất lốp Ellisafe IP24 với mức giá 4.800.000 và truyền tín hiệu lên màn hình của xe luôn. Ở phía sau thì cốp nguyên bản đóng mở hoàn toàn bằng tay, bây giờ đã được độ thêm một cái gói đóng mở cốp hoàn toàn bằng điện của thương hiệu Elegate với mức giá 9.800.000. Và chiếc xe này còn được tích hợp thêm một cái hệ thống mở cốp rảnh tay bằng cách đá chân, tức là một hệ thống cảm biến có mức giá là 1.500.000 đồng. Ngoài ra thì trên gương chúng ta sẽ thấy có một cái camera. Đây chính là camera 360 nằm trong gói độ màn hình liền cam. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Ở bên trong xe thì chủ nhân chiếc xe này đã độ thêm nút bấm khởi động Start Stop với mức giá là 4.500.000 đồng. Đây chắc hẳn là nhiều quý vị quan tâm. Tuy nhiên thì cá nhân tôi thấy là đàn ông dùng chìa khóa cầm xoay cũng có cái hay của nó. Và đây chính là cái trang bị mà chúng tôi tò mò trong ngày hôm nay đây. Một cái màn hình liền cam 360 có tên là Elliview S5 2K sao. Đầu tiên là chúng ta sẽ khám phá cái giao diện của nó. Đây là cái giao diện hoàn toàn mới của thương hiệu IK. Ở trên này thì có cảnh báo tốc độ GoSpeed. Đó, thì có tốc độ di chuyển này, giới hạn tốc độ này. Đấy, thì khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì chúng ta sẽ sử dụng Google Maps. Google Maps thì chuẩn rồi, chỉ trừ những trường hợp chưa chuẩn thôi, còn lại là rất chuẩn. Thì chúng ta sẽ có dẫn đường bằng Google Maps, nhưng mà cảnh báo tốc độ thì là của GoSpeed. Và một trong những điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái khi sử dụng Google Maps đó chính là chỉ dẫn rất chi tiết và có cảnh báo về cái mật độ tham gia giao thông, tuyến đường nào tắc, tuyến đường nào thoáng, và chỉ dẫn cái lộ trình tối ưu nhất để cho chúng ta đến nhanh nhất. Tiếp đó là chúng ta sẽ có một cái bóc giải trí. Ở đây chúng ta sẽ biết là chúng ta đang nghe cái ca khúc nào này. Nếu như muốn phóng to cái phần này ra thì chúng ta chỉ việc kích đúp vào thôi. Đó. Và có một điều thú vị là khi mà chúng ta nghe nhạc ở trên cái ứng dụng này thì nghe nhạc không quảng cáo, có nghĩa là cái quá trình chúng ta giải trí nghe nhạc nó liền mạch luôn. Và góc dưới cùng này, một thông tin vô cùng quan trọng trong quá trình lái xe, đó chính là hiển thị cảm biến áp suất lốp ở từng lốp xe luôn. Đó. Không những là hiển thị về thông số về áp suất lốp mà còn hiển thị nhiệt độ ở bên trong lốp. Như vậy là khi di chuyển trên đường, chẳng hạn như là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc, giả sử như là có một cái bánh nào đó bị bó phanh chẳng hạn, phanh sẽ nóng lên, sẽ làm cho la răng cũng bị nóng lên, lốp cũng bị nóng lên, và ở bên trong lốp nhiệt độ sẽ tăng cao. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm soát được và an toàn hơn. Và rất nhiều tác vụ trên màn hình, ví dụ như là tìm đường hoặc là giải trí, chúng ta đều có thể thực hiện bằng cách ra lệnh bằng giọng nói. Ví dụ, chỉ đường về Mỹ Đình. Đang chỉ đường đến Mỹ Đình, đi về hướng Tây Nam. Như vậy là lộ trình đã hiện lên. Bản đồ thì cứ dẫn đường, còn trên này thì vẫn cảnh báo tốc độ. Còn chất lượng camera thì sao? Bây giờ tôi sẽ thử. Đây, camera toàn cảnh 360 độ. Có rất nhiều góc quan sát 2D hoặc là 3D. Đấy. Có thể nói hình ảnh cực kỳ sắc nét. Góc bên trái, góc bên phải. Đấy. Đến đây thì nhiều quý vị có thể băn khoăn là không biết màn hình này cấu hình ra sao. Màn hình này không những là có cái cấu hình cực mạnh mà còn có độ phân giải là 2K. Nó rất mượt. Và ngoài ra đây, chúng ta hãy quan sát này. Ở đây thì có cả chip xử lý âm thanh chuyên biệt và cho chất lượng âm thanh rất tốt. Đến đây thì một thông tin rất thú vị mà có thể nhiều quý vị quan tâm, đó chính là chi phí của toàn bộ những cái gói độ trên chiếc xe này khoảng hơn 50 triệu đồng, đúng bằng số tiền chênh lệch giữa phiên bản thấp nhất và phiên bản cao cấp nhất. Chúng ta nên lựa chọn phiên bản thấp nhất rồi độ thêm tất cả những gói độ vừa rồi, hay là lựa chọn phiên bản cao cấp nhất? Chúng ta thử cùng chia sẻ quan điểm của mình.